Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Không có nhà vệ sinh sẽ không có khách du lịch. Ngày 21 tháng 1, phóng viên Liên Hoàng của Nikkei Asia có bài viết với tựa đề tạm dịch Việt Nam xếp hạng gần chót về nhà vệ sinh công cộng trong số các trung tâm du lịch. Mở đầu tác giả Liên Hoàng viết, đường phố của thành phố Hồ Chí Minh có mọi thứ mà khách du lịch muốn, thức ăn ngon, những công trình kiến trúc có lịch sử lâu đời, nhịp sống sôi động khi những shipper mãi miết giao gà hoặc chơi bài khi rảnh rỗi, tất cả mọi thứ trừ nhà vệ sinh. Thành phố này cùng với Hà Nội là một trong những thành phố mà khách du lịch khó sử dụng nhà vệ sinh nhất trong kỳ nghỉ của họ, theo một xếp hạng toàn cầu mới được công bố. Hình ảnh bài viết trên trang Nikkei Asia của phóng viên Liên Hoàng. Bản xếp hạng này của QS Supplies, một công ty có trụ sở tại Anh, dựa trên số nhà vệ sinh công cộng có trên mỗi km vuông. Theo đó, hai thành phố lớn của Việt Nam chỉ đứng trên Cairo và Johannesburg. Hà Nội đứng thứ 66 và thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 67 trên 69 thành phố du lịch toàn cầu. Ngày 9 tháng 2, BBC News tiếng Việt dẫn lời Roberto Romeo, một khách du lịch Tây Ban Nha cho biết tôi sẽ không nói dối Trải nghiệm của tôi với nhà vệ sinh công cộng ở Việt Nam khá tệ. Tôi luôn cố gắng sử dụng nhà vệ sinh ở các quán bar hoặc nhà hàng vì chúng sạch sẽ hơn một chút. Theo BBC, Romeo tiết lộ là anh đã đến Việt Nam nhiều lần, tổng thời gian lưu trú là hơn 5 tháng, nhưng cho rằng toilet ở đất nước này là một điểm trừ. Cá nhân anh đánh giá một số nhà vệ sinh mà anh từng sử dụng tại Việt Nam không được sạch sẽ cho lắm và không phù hợp với người nước ngoài không biết ngồi xổm. Ở thành phố Hồ Chí Minh rất khó để tìm được một nhà vệ sinh công cộng. Tôi nhớ chỉ có một hai cái ở phố Bùi Viện, một nơi thu hút rất đông người nước ngoài. Ở Hà Nội nơi có những nhà vệ sinh công cộng trông rất đẹp thì tôi không có cảm giác này. Ở Đà Nẵng ngay cạnh bãi biển thì các nhà vệ sinh không thân thiện với một anh chàng phương Tây như tôi cho lắm. Vì là loại ngồi sởm và tất nhiên là giấy vệ sinh không hề tồn tại. Cũng theo BBC, không chỉ riêng khách du lịch nước ngoài, nhiều người dân việt nam cũng lên tiếng than phiền về việc vắng bóng sự hiện diện của những nhà vệ sinh công cộng trong một bài đăng trên facebook của bbc news tiếng việt nhiều độc giả bình luận họ chấp nhận vào quán cà phê mua đồ uống vài chục ngàn đồng rồi đi vệ sinh nhờ chứ không dám sử dụng toilet công cộng hình ảnh việt nam đội sổ về nhà vệ sinh công cộng cho dân và du khách nhiều người khác thì bị ám ảnh bởi toilet bẩn độc giả chu văn tần viết thật là khủng khiếp. Xin mời quý khách ghé nhà vệ sinh ở ga trại mát Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Vậy mà họ khai thác du lịch có cả khách Tây, khách tàu, khách hàng. Tôi vừa vào ngày hôm qua xong xấu hổ quá. Nếu quý vị vào mà không ối thì tôi ra quỳ lại quý vị ba cái. Theo trao đổi với BBC, ông Jack Sim, chủ tịch hiệp hội nhà vệ sinh thế giới WTO, nhận định Việt Nam xếp hạng rất thấp về số lượng nhà vệ sinh công cộng so với hầu hết các quốc gia châu Á khác. Ông Jack Sim cho rằng, toilet công cộng đóng một vai trò không hề nhỏ trong ngành du lịch. Việt Nam cần hiểu rằng có nhiều nhà vệ sinh sạch sẽ là động lực thúc đẩy lợi nhuận. Cục du lịch Việt Nam cần phải dẫn đầu của cách mạng này, đào tạo những người dọn vệ sinh chuyên nghiệp, đổi mới và cải thiện dịch vụ cho người dùng. BBC dẫn lời vị chủ tịch WTO, hy vọng Việt Nam có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhà vệ sinh thế giới và bắt đầu cuộc cách mạng nhà vệ sinh Việt Nam, biến toilet công cộng thành một nơi tuyệt vời cho tất cả mọi người kể cả người dân địa phương và khách du lịch. Nếu có thể cùng Việt Nam thiết kế một chiến lược nhà vệ sinh toàn diện, chúng tôi có thể đề xuất với Ngân hàng Phát triển châu Á cho vay để biến vấn đề nhà vệ sinh Việt Nam trở thành tấm gương hàng đầu cho những quốc gia khác noi theo. Ông Sim chia sẻ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin không có nhà vệ sinh sẽ không có khách du lịch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng nuôi dưỡng một hệ thống truyền thông dối trá Ngày 8 tháng 2, trang tin AFA Tiếng Việt có đăng tải một bài bình luận của tác giả Bích Nhung về việc tuyên giáo đảng cho các đoạn cuối trong lời phát biểu của cựu chủ tịch nước tại lễ bàn giao công tác. Tác giả cho rằng việc làm này để lại nhiều hệ quả. Hệ quả đầu tiên là công luận hết tin vào truyền thông lề phải và hệ quả cuối cùng là nuôi dưỡng một loại truyền thông không chuyên nghiệp. Hình ảnh bài viết trên trang AFA. Thời báo chấm D xin giới thiệu bài bình luận này đến quý khán thính giả việc cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu lần cuối tại phủ chủ tịch chiều hôm 4 tháng 2 rõ ràng là có hàng triệu triệu người biết cả trong nước lẫn quốc tế. Thật ra lễ bàn giao công tác giữa nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại văn phòng chủ tịch nước ngay từ đầu là một sự lạ. Bao năm trước đây, lúc Trần Đức Lương chuyển qua Nguyễn Minh Triết, rồi ông Triết chuyển qua Trương Tấn Sang, nào có thấy lễ lạc bàn giao bàn thớt gì đâu lần này để tỏ ra mọi chuyện trên cung đình diễn ra suôn sẻ trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt như tổng bí thư nguyễn phú trọng vẫn ca bài ca đoàn kết bấy lâu nay đảng cộng sản việt nam nghĩ ra kế chia tay bàn giao giữa cũ và mới ngày 4 tháng 2 tất cả mấy trăm tờ báo giấy và báo mạng trong nước nhất loạt giật tích nổi bật về buổi lễ đầy cờ hoa và được mô tả là long trọng ấy cũng có những cái tích khá ẩn ý trên tuổi trẻ và thanh niên những tờ báo có khối lượng bạn đọc khá lớn, nhấn mạnh lý do xin thôi các chức vụ của ông Phúc. Nhưng điều bất ngờ cho tất cả những người làm báo lẫn bạn đọc là những lời cuối cùng của ông Phúc trước khi đứt mạch diễn thuyết. Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Trước đó nghe cả bài diễn văn lê thê của ông Phúc cảm ơn đảng, nhà nước và đồng nghiệp, thậm chí cảm ơn cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã chủ mưu đã ép ông rời ghế trước Tết Nguyên Đáng. Mọi người gần như ngủ gật vì biết ông Phúc chỉ nói lấy lệ không thật lòng. Ai lại đi cảm ơn kẻ đã làm sụp đổ toàn bộ tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của mình, danh giá của địa phương mình, gia tộc mình, nghe vô lý đùng đùng. Dù vậy, ngay hôm 4 tháng 2 đã diễn ra sự tách đôi khá ngoạn mục. Những trang chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam của thông tấn xã nhờ ý thức cảnh giác cách mạng cao đã nhất quyết không đăng lời thanh minh đầy kinh ngạc của cựu chủ tịch nước. Trong khi những tờ báo nhiều bạn đọc nhất nhờ ý thức phục vụ độc giả cao đã đăng nguyên văn đoạn cuối của lời tường trình của ông Phúc. Tuy chưa thật chuyên nghiệp vì các báo đều đặt thông tin có giá trị nhất xuống dưới tận đáy bài. Tuy nhiên, bóng ma trong bữa tiệc thịnh soạn chiều hôm trước đã lập tức xuất hiện ngay vào ngày hôm sau, ngày 5 tháng 2, theo lệnh của ban tuyên giáo những tờ báo đã trót đăng lời cuối của ông phúc đều bị gỡ xuống hết kiểm tra lại các trang như thanh niên tiền phong đoạn nội dung ông phúc bảo vệ gia đình chỉ còn xuất hiện dưới dạng tìm kiếm của google bấm vào thì nội dung này đều đã bị xóa hình ảnh ông nguyễn xuân phúc đăng bài rồi lại gỡ thật là xạo quá đi nói thật loại báo ấy hèn và không ra gì hơn nữa dù có gỡ người ta cũng lưu rồi tức vẫn còn bằng chứng gỡ cũng hòa mà thôi trên mạng xã hội lập tức xuất hiện những thể thơ năm chữ, một dạng thơ đặc thù của thầy Thái Bá Tân. Cũng có tờ báo bám trụ đến phút cuối, ví dụ cho đến khoảng 17 giờ 30 giờ Việt Nam cùng ngày 6 tháng 2, tuy đã có lệnh từ tuyên giáo, nhưng báo của tỉnh ủy Quảng Nam vẫn để nguyên phát ngôn của cựu chủ tịch Phúc, người quê từ tỉnh này, nhưng rồi không chống được lệnh của triều đình, mãi đến ngày hôm sau 7 tháng 2 đoạn cuối trong phát biểu của ông Phúc mới bị gỡ bỏ. Quảng Nam vẫn là địa phương pro của ông Phúc. Nhân Tết Nguyên đáng mà tỉnh này dám không cho hai thành phố là Tam Kỳ và Hội An trong địa bàn mình bắn pháo hoa vào đêm giao thừa với ý nghĩa để phân ưu với người con của tỉnh nhà. Tự trung lại, việc xóa đoạn cuối trong phát biểu của Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 2 chắc chắn sẽ để lại nhiều hậu quả. Công luận ngày càng hết tin vào truyền thông lề phải. Kế đến là đảng, nhà nước và chính phủ sẽ không thể giải thích được vụ việc theo logic thông thường đoạn cuối trong phát ngôn của cựu chủ tịch nước đã khiến cho công luận giật mình vậy trùm cuối là ai ông phúc bác bỏ tin đồn liên quan đến vợ con ông nghĩa là có thể ông biết trùm cuối là ai vậy tại sao không được phép nói thẳng ra hay bởi vì trùm cuối là một siêu nhân là một siêu quyền lực hoặc không nằm ở việt nam hệ quả cuối cùng là nuôi dưỡng một loại truyền thông không chuyên nghiệp cho nên cũng như từ trước tới nay càng ngày người dân càng phải đi tìm các thông tin ngoài luồng để có chút hiểu biết về hiện tình của đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Đảng nuôi dưỡng một hệ thống truyền thông dối trá. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.